thưa quý vị và các bạn đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách trong buổi phát thanh hôm nay chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn vài nét về cuốn Tùy tưởng lục của Ba Kim nguyên tác bằng hoa ngữ hai dịch giả Trương Chính và Văn Tùng dịch ra việt ngữ và do nhà xuất bản Văn Nghệ ở trong nước ân hành Ba Kim được coi là một trong bốn nhà văn quan trọng nhất của Trung Quốc thời cận đại. Ba người kia là Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Quách Mặt Nhược. Ba Kim tên thật là Lý Nghiêu Đường, tự phế cam, người tỉnh Thứ Xuyên, con nhà giàu, từng được sang Pháp du học. Năm 23 tuổi, ông đã nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết đầu tay, Diệt Văng. Khi Mao Trạch Đông biến Trung Hoa Lục Địa thành Cộng sản, ông tình nguyện theo Cộng sản. Tùy tường lục, là những lời tâm sự của ba Kim có thể coi như điển hình cho các trí thức bị mê hoặc vì lý thuyết cộng sản, nhưng vỡ mộng trong thực tế, hay nói cách khác, đã rớt từ thiên đường cộng sản xuống địa ngục cộng sản. Nói tình nguyện theo cộng sản có nghĩa là tự đặt mình dưới sự sử dụng của cộng sản. Nhưng cộng sản là gì? Cộng sản là ai? Thì chỉ đến khi cuộc đời tàn mạt, ba Kim mới biết lâm bưu từng được coi như người kế vị xứng đáng nhất của mao trạch đông lưu thiếu kỳ từng giữ ghế chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa chỉ một sớm một chiều trở thành phản động bị nguyền rủa bị bắt nhốt và chết trong tù cộng sản không là đảng cũng không là chủ nghĩa chỉ có nghĩa là một nhóm người lúc là nhóm này lúc là nhóm khác khi nắm được quyền hành thì muốn làm gì thì làm kể cả đối với sinh mạng toàn dân. Họ đánh tư sản, đánh địa chủ, đánh tiểu nông, tiểu thương, đánh trí thức, đánh viên chức chế độ cũ, đánh và giết. Phải làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, mọi người phải khuất phục đảng vô điều kiện. Trong cuộc gọi là Cách mạng văn hóa vô sản tháng 8 năm 1966, bà Kim viết Tôi thật giống như một du hồn bị đưa đến thập điện Diêm Vương mỗi việc tôi làm trong quá khứ đều bị nêu ra từng cái một để bỏ tôi vào vạc dầu mà tra tấn mà thay xương đổi thịt mười bước vẽ đưa vong linh đi qua thập điện diên vương âm khí thê thảm máu chảy đầm đìa không biết mình là người hay là quỷ là thú vật hay hồn ma xuống âm ti hay đã xuống địa ngục rồi bây giờ tiêu san tức là vợ ông còn sống Sáng dậy, tôi mở mắt nghe tiếng nàng. Tôi gọi, thì nàng nói không sống nổi nữa. Không thể sống được nữa, thì người ta làm sao đây? Người ta nhảy lầu tự tử như dĩ quần, như lão xá, phó lôi, trần đồng sinh, kim trọng hoa. Đều là những nhà văn danh tiếng cả. Ba Kim bị bọn tứ nhân bang bè lũ bốn tên. Vương Hồng Văn, Mã Thiên Thủy, Từ Cảnh Hiền, Trương Xuân Kiều gọi là quân phản cách mạng bán nước. Ba Kim viết: nghĩ lại những ngày ấy, tôi vẫn dùng mình dởn gẫy, tôi cảm thấy rành rành rằng tấm lưới chung quanh tôi ngày càng thít lại, mỗi tuần lễ một ghê gớm hơn. Tiểu San cũng bị quất dây da bịt đồng vào mặt và bị hành hạ đủ trò khác trước khi bà bị chết vì ung thư. Vợ nhà văn Chu Tiến Phương cũng bị bọn đầu gấu lôi ra, làm quả bóng xô đi xô lại, đến nỗi mình mẩy mềm nhũn. Khổ quá, sợ hãi quá, khiến con người trở thành mụ mẫm. Ba Kim đã biết những dòng thú nhận đau đớn này. Nhưng tôi, năm 1970, và tôi, năm 1967-68, không còn là một người nữa. Từ tháng 9, năm 1966 trở về sau, dưới sự uy hiếp và lãnh đạo của roi ra tôi hoàn toàn suy nghĩ bằng đầu óc người khác người khác gào đã đảo ba kim tôi cũng giơ tay hưởng ứng trong tâm linh tôi có cái gì tích lũy được từ trước tôi bỏ sạch về sau tôi tự phân tích nói là ăn phải bùa mê thuốc lú tôi bị thôi miên nên không biết gì nữa kỳ thực tôi chưa đào sâu đấy thôi trong khoảng hai năm mấy, những khi tôi thành khẩn bái mộ thần linh. Bên tai tôi lúc nào cũng vang vẳng một tiếng nói nhân từ Tin thần linh thì cả nhà sẽ được cứu. Nguyên thủy chung tôi vẫn giữ trong đầu cái triết lý bảo toàn tính mệnh. Tại sao Cộng sản luôn tỏ ra thù hằn và tìm mọi cách, mọi phương tiện để chấn áp, tiêu diệt trí thức? Ông Ba Kim viết Những người cho chúng tôi là nô lệ cầm roi ra, hua hua trước mặt chúng tôi. Thật ra, chúng chẳng có cái quái gì hết. Chúng không biết ngày mai chúng sẽ ra sao nữa. Có lẽ, có người cho tôi nghĩ như thế là kỳ quặc. Thật ra, cũng dễ lý giải thôi. Mấy mười năm, tôi viết sách, làm văn. Cuối cùng, cũng còn có được một chút trí thức. Bây giờ, thì tôi biết rõ vì sao lũ bốn tên hận thù trí thức làm vậy. Dù chỉ với một chút trí thức, mày cũng còn thấy được khe hở của tao. Huống chi là phần tử trí thức, huống chi là kẻ có văn hóa. Bè lũ bốn tên không cần phải là trí thức, không cần giỏi hơn ba kim. Chỉ cần là đảng là có quyền cầm roi đánh vào mặt ba kim, đánh vào đầu vợ ba kim, vào đầu mặt lão xá, chu tiến phương. Đá vợ chu tiến phương như đá banh, nhưng khi buông cây roi ra, bẻ lũ ấy còn lại cái gì? Đó là nguồn gốc của sự sợ hãi, là nguyên cớ của sự hận thù. Thực tế thì cả lũ tứ nhân bang nay cũng chẳng còn tí dấu vết nào trong đời sống. Tùy tưởng lục của ba Kim gồm 5 tập. Hai dịch giả Trương Chính và Văn Tùng chỉ lựa ra một số bài để dịch. Người ta cũng hơi lấy làm lạ, không hiểu vì sao một cuốn sách như thế lại được xuất bản tại hà nội